Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ bảy, 15 tháng 4 2017, Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thiếu nhi lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm có: Giáo hội Campuchia có 300 tân tòng vào dịp lễ Phục sinh. Chúng tôi cảm thấy như ở trong cùng gia đình với Đức Thánh Cha. Thứ bảy canh thức vừa qua, nhớ lại lời Chúa. Phục sinh, quảng trường Thánh Phêrô biến thành vườn hoa nở rộ. Cơ quan Kitô giáo Hàn Quốc công khai chỉ trích quyết định hàng không mẫu hạm hạt nhân của Tổng thống Trump. Giáo hội Campuchia có 300 tân tòng vào dịp lễ Phục sinh. Trong tuần thánh năm 2017, có 300 người Campuchia sẽ được rửa tội, gia nhập vào Cộng đoàn Công giáo Campuchia. Hiện nay, con số tín hữu ở Campuchia là khoảng 23.000, chiếm 0,2% dân số. 300 dự tòng này sẽ được rửa tội vào lễ vòng Phục sinh tại hạt đại diện tông tòa Phnom Penh và hai phủ doãn tông tòa Bát Tâm Bang và Kompon Cham. Lễ Phục sinh có tầm quan trọng đặc biệt tại Campuchia. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thánh lễ đầu tiên được cử hành đúng vào ngày lễ Phục sinh năm 1990. Với 0,2% trong tổng số 15,9 triệu dân, đa số theo Phật giáo, giáo hội là một hiện diện lịch sử tại quốc gia này sau khi sống sót cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ và sự xâm lược của Việt Nam. Từ 65.000 tín hữu vào năm 1970, chỉ còn hơn 5.000. Bên cạnh 300 người được lãnh nhận bí tích rửa tội, sức sống của giáo hội Campuchia được thấy rõ qua cuộc điều tra ở cấp giáo phận 35 vị tử đạo bị giết dưới chế độ đẫm máu của Mao Trạch Đông, lễ truyền chức cho các tân linh mục, việc xây cất các nơi thờ phượng mới. Các nguồn từ giáo hội địa phương cho biết việc trở lại đạo của các tân tòng này phản ánh thực tế xã hội của đất nước này. Phần lớn những người trưởng thành còn trẻ có gốc gác Khmer đến từ nơi môi trường Phật giáo đã biết đến giáo hội nhờ sự hiện diện của giáo hội trong xã hội, đặc biệt là trong môi trường y tế sức khỏe, giáo dục và đào tạo nghề. Cha Vincent Senechan, thừa sai tại Campuchia từ năm 2002 đến năm 2016, nhận định rằng giáo hội ở Campuchia thực hiện một cuộc loan báo tin mừng toàn diện, nhắm đến phát triển con người về mọi chiều kích, kinh tế xã hội, giáo dục, nghề nghiệp, tinh thần và gia đình. Cơ quan Kitô giáo Hàn Quốc công khai chỉ trích quyết định hàng không mẫu hạm hạt nhân của Tổng thống Trump. Hội đồng các hội thánh quốc gia tại Hàn Quốc, cơ quan đại chúng theo đạo Tin lành và chính thống giáo ở Hàn Quốc, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quyết định của chính quyền Trump gửi hàng không mẫu hạm hạt nhân đến khu vực này. Linh mục Kim Jong-chu, tổng thư ký của tổ chức, nói rằng hành động này là không giúp đỡ và làm gia tăng căng thẳng quân sự. Kêu gọi Hoa Kỳ tham gia đối thoại với Bắc Triều Tiên, Linh mục Kim nói, chúng tôi rất sợ rằng Hàn Quốc có thể phải đối mặt với sự chiếm đóng quân sự nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng. Phục sinh, quảng trường Thánh Phêrô biến thành vườn hoa nở rộ. Để mừng lễ Phục sinh, quảng trường Thánh Phêrô đích thực biến thành vườn hoa nở rộ. Hoa út kim hương màu vàng, hồng, trắng, cam, hoa huệ hương màu xanh, màu trắng, hoa thủy tiên vàng. Tất cả có 35.000 hoa, cây lớn, cây nhỏ, đã về quảng trường Thánh Phêrô để kịp trang hoàng cho ngày lễ Phục sinh, Chúa Nhật 16 tháng 4, 2017. Bản thông báo của Tòa Thánh ngày 14 tháng 4, 2017 cho biết, việc trang hoàng hoa là để nhấn mạnh tính cách thiêng liêng của nghi thức phụng vụ, phong phú cho các biểu tượng sứ điệp Phục sinh của Đức Phanxicô, biểu tượng của niềm vui và sự sống lại của Chúa Kitô. Một nhóm các nhà làm hoa người Hà Lan đã thiết kế và làm công việc này từ 31 năm nay. Các hoa vàng, hoa trắng là màu của Vatican, bên cạnh hoa huệ trắng, màu tinh tuyền của Đức Mẹ,
cũng như hoa hồng Avalanche trang hoàng cho ngôi vườn phù du này. Năm nay có một loài hoa mới, hoa hồng lily, một loại hoa huệ nhưng màu hồng. Xung quanh các cột của quảng trường Thánh Phêrô là hoa Dion tượng trưng cho tình yêu vợ chồng, cây Bulo tượng trưng cho sự sống và lòng biết ơn. Lối vào đền thờ Thánh Phêrô là hoa tai thỏ để nói lên tình yêu chân thành cho trên cao, cho ánh sáng, cho tầng trời. Trong lời chúc Ubi e Obi vào Chúa Nhật, hàng ngàn hoa hồng, Avalanche, hoa tai thỏ, màu xanh lơ, hoa huệ, hoa liên kiều và hoa mận sẽ được tôn vẻ đẹp bằng các cành của quả thụ du đỏ và vàng. Tất cả được thiết kế làm sao để không choáng chỗ trong nghi thức phụng vụ và không che các máy truyền hình. Chúng tôi cảm thấy như ở trong gia đình với Đức Thánh Cha Francisco. Bà Nadia Sosimo cho biết, chúng tôi cảm thấy như mình ở trong cùng gia đình với Đức Thánh Cha. Bà Nadia Sosimo là giám đốc nhà tù Pilano, Ý, nơi Đức Francisco đến dâng thánh lễ tiệc ly ngày thứ Năm tuần thánh 13 tháng 4 2017. Trả lời cho đài Vatican, bà cho biết đã rất xúc động sau chuyến thăm của Đức Francisco. Trong chuyến thăm này, Ngài đã rửa chân cho 12 tù nhân và đã gặp 12 tù nhân bị cấm. Bà Sosimo xác nhận, tôi biết chắc chắn Tam Nhật Thánh sẽ có một giá trị đặc biệt đối với tôi và với gia đình của tôi ở đây, trong trung tâm giam giữ này. Theo bà giám đốc Sosimo, chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng là dịp để đón nhận một người cha, một người trong gia đình, một người làm cho mình cảm thấy thoải mái. Đó là điều đẹp nhất có thể đến với chúng tôi trên thế gian này, điều đẹp nhất có thể đến với một gia đình, và chúng tôi cảm thấy mình như ở cùng một gia đình với Đức Giáo Hoàng. Bà Sosimo nói thêm, Đức Thánh Cha không những cho chúng tôi hy vọng, nhưng Ngài cũng nói cho chúng tôi tình yêu của Chúa thì lớn hơn và Chúa sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi người. Trong nghi thức đánh dấu bằng phúc âm của điều răn yêu thương, Đức Giáo Hoàng đã rửa chân cho ba phụ nữ, một người Hồi giáo sẽ được rửa tội vào tháng 6 sắp tới, một người Argentina, một người Albania và những người còn lại là người Ý, hai trong số họ bị án chung thân. Thứ bảy canh thức vừa qua, nhớ lại lời Chúa. Hai người đàn ông y phục sáng chói nói với bà Maria Magdala, Đức Giêsu không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee. Em bé người Syria nọ bị bệnh nặng nên đã qua đời được hơn một ngày. Thế nhưng, đang khi cha mẹ và họ hàng đọc kinh cầu nguyện cho em tỉnh dậy khiến mọi người bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Đứng trước tin báo, Đức Giêsu phục sinh, các phụ nữ ngỡ ngàng và không tin vào điều vừa nghe. Thế nhưng, hai người mặc y phục trắng ở cửa mộ nhắc bà, hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee, là con người sẽ bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Các bà nhớ lại và tin chắc Thầy Giêsu đã phục sinh, thế nên các bà liền đi loan báo tin vui lớn lao này cho nhóm 11. Sự phục sinh của Đức Kitô là tâm điểm của đức tin Công giáo. Niềm tin ấy cần được loan truyền bằng sự xác tín trong lời nói và việc làm cụ thể. Để được vậy, lời Chúa phải là điểm khởi phát, là động lực và là điểm quy hướng trong lòng mỗi người. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở thành những người hăng say loan báo tin mừng phục sinh của Ngài. Gian trần vì hồng ân cứu độ tràn lan khắp đất trời, ngày Thiên Chúa vinh quang này phục sinh. Nào bàn hơi bên nhau cùng múa ca, ngày Thiên Chúa chiến thắng ca tử thần, từ cõi chết sống lại, ngày ban cho tiếp người. Ngàn đời sau vinh phúc nơi thiên đàng, Ngài đem vinh quang vào tâm tôi, Ngài đem thương yêu vào sâu lo, Ngài mang uy linh quyền Thiên Chúa.
đã mang nhân phận chân gian, làm chiến hy sinh trong đám cây, nhưng hôm nay Ngài sống lại vinh quang. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Ngày phục sinh. Ngôi mộ trống. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đức Kitô không là kỷ niệm. Các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu từ sáng sớm để hoàn tất việc ướp xác. Các bà cũng chẳng làm được gì khác hơn là vớt vát lại chút gì để nhớ về một biến cố buồn thảm, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng của quá khứ. Các bà thật sự hoảng hốt và đau xót vì một chút kỷ niệm là cái xác bất động của Thầy lại cũng bị lấy mất đi. Các tông đồ Phêrô và Gioan cũng đến và cũng thấy ngôi mộ trống. Thánh tông đồ Gioan khẳng định, ông đã thấy và đã tin, không phải ông tin xác Thầy thật sự bị đánh cắp, mà là tin Đức Giêsu đã chết, nay sống lại thật. Chúa Kitô phục sinh còn hiện ra nhiều lần cho nhiều người khác nhau để xác nhận rằng Ngài không là kỷ niệm. Ngài đã sống lại, và hiện nay Ngài đang sống, đang đồng hành, đang ở với những ai đặt niềm tin vào Ngài. Bạn nhớ, Chúa Giêsu phục sinh cũng đồng hành với bạn, ở với bạn mọi ngày cho đến tận thế đấy. Dù bạn đi đâu, làm gì, bạn đừng quên sự hiện diện linh thiêng và thân thiết này. Bạn đã làm gì và sẽ làm gì để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thiết yếu này? Đọc lại lời chứng của những chứng nhân trực tiếp đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Điều gì đã khiến họ nhận ra và tin vào Chúa phục sinh, để rồi họ rao giảng về Ngài mạnh dạn như thế? Hãy chọn cho mình một phương thế thích hợp để sống thân thiết hơn nữa với Chúa phục sinh, siêng năng rước lễ, viếng mình thánh, thường xuyên tâm sự với Chúa. Lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa của con tin Chúa đã chết và đã sống lại để cứu chuộc con. Tan biến, bình minh an vui ngập chân gian. Hào quang uy linh đường thắp sáng, mở lao tù giải thoát bao linh hồn. Hãy theo Giêsu tìm lẽ sống, ngại chi hy sinh vì ngày mai. Đừng lo theo Giêsu khổ đau, hãy vững tâm theo con đường Ngài đi. Này người hỡi, con tim đầy thiết tha, khải hoàn khúc ta vang vang khắp trời. Mừng Giêsu sống lại, Ngài ban nguồn kiếp đời,
cuộc sống mới vui tươi thôi sầu lo. Nào cùng bước theo chân Ngài vững tin, cùng Thiên Chúa chiến thắng bao hung tàn, dẹp tan bao lỗi tội, dù hy sinh kiếp người, tìm hạnh phúc nước Chúa cho muôn đời. Dẹp tan bao lỗi tội, dù hy sinh kiếp người, tìm hạnh phúc nước Chúa cho muôn đời. Các bạn nhỏ thân mến, chào các bạn đến với chuyên mục Vui cùng thiếu nhi. Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Gấu trúc làm đẹp. Bà làm sao? Làm sao mà đỏ được với bộ lông của tớ? Ai cũng nói bộ lông màu hạt dẻ của tớ rất tàn nã, bềm mại. Ừ, công nhận, nhưng vẫn thua bộ lông thỏ trắng. Cậu nhìn kìa, bộ lông của cậu ấy thật tuyệt vời, trắng muốt, tinh khiết và mượt mà. Đẹp ơi là đẹp. Đúng vậy, bộ lông của thỏ đúng là đẹp nhất khu rừng luôn. Thỏ ơi, bao nhiêu người mơ ước có được bộ lông như cậu đấy. Trắng tinh một màu, nhìn như một viên kẹo bông ngọt ngào ấy. Ơi, các bạn cứ quá khen. Sao bộ lông của mình không trắng như bạn thỏ, mà lại loang lỗ màu đen trắng, thật chẳng ra làm sao. Chào gấu trúc. Bạn có chuyện gì mà buồn vậy? Này khỉ, tôi thấy chán bộ lông của mình quá, cậu có thấy vậy không? Bộ lông của cậu đẹp mà. Đẹp gì mà đẹp, tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Ước gì tôi có được bộ lông trắng muốt như thỏ trắng. Cậu muốn mình có bộ lông trắng muốt chứ gì? Đơn giản. Cậu nói sao? Cậu có thể giúp tớ có bộ lông màu trắng hả? Yên tâm, trắng đều luôn. Đảm bảo với bàn tay của tớ, cậu sẽ là người đẹp nhất khu rừng. Xong rồi. Ôi, thích quá. Cuối cùng mình đã có được một bộ lông trắng muốt. Cậu nhớ đừng để bộ lông của mình bị dính nước nhé, kẻo trôi mất màu đấy. Ừ. Ta không là gấu trúc mà là gấu trắng xinh. Ta đẹp trắng lung linh với bộ lông màu nắng. Gấu trúc có phải cậu không? Đúng, là tớ đây mà. Bộ lông trắng muốt của tớ có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà nhìn gấu trúc thế này không quen. Cái gì mà không tự nhiên, rồi mọi người sẽ lác mắt vì bộ lông tuyệt vời của tớ. Gấu trúc kìa, đúng không? Lạ quá, lạ quá. Một tuần sau. À, ngứa quá, ngứa quá. Ôi da, ngứa quá. Mình phải ráng nhịn vì sắc đẹp của mình. Cố lên. Gấu trúc ơi, đi chơi thôi nào. Ê, chào các bạn. Mùi gì thế nhỉ? Á, hôi quá, hôi quá. Ừ, mình hôi quá. Có khi phải đi tắm thôi. Các bạn đợi mình chút. Mình đi tắm xong sẽ ra chơi với các bạn nha. À, mà không được. Thí dặn mình là không được tắm. Nếu mà tắm á, thì sẽ bị trôi hết màu thôi. À, đây rồi. Nước hoa hồng của chị bướm tặng rất thơm. Thơm quá, thơm quá. Chúng ta sẽ ra bìa rừng chơi nhé. À, ngứa quá. Ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Ôi, ôi, à! Bộ lông trắng muốt của tôi bị rách nước, ra
ôi à. Ồ, bạn gấu trúc đấy à? Gấu trúc ơi, tớ muốn kết bạn với cậu lâu rồi mà chưa có dịp. Ồ, tớ ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn có một bộ lông thật sự rất ấn tượng đấy. Ấn tượng hả? Đúng vậy, nhìn xem, những mảng màu đen trên người cậu như một chiếc áo khoác lẫn hợp quá, đẹp ơi là đẹp. Còn bộ lông của tớ thật là đơn điệu nhàm chán, chỉ có duy nhất một màu. Ước gì tớ có được chiếc áo khoác lẫn giống của cậu. Thật, thật vậy sao? Thật đấy. Đúng không các cậu? Đúng vậy gấu trúc à. Hóa ra bộ lông của mình lại đẹp như vậy. Vậy mà mình lại không nhận ra. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều thiên tai xảy ra ở nơi này, nơi kia trên thế giới. Liền sau trận động đất kinh hoàng, làm chết hàng trăm ngàn người ở Haiti, là trận động đất khác cũng tương tự như vậy ở Chile. Ngoài những thiên tai đang ập xuống đầu nhân loại, còn có vô vàn những đau khổ do chính con người gây ra cho nhau. Bạo lực và bất công lan tràn. Những lời tuyên truyền láo khoét của các chính trị gia. Những phản bội gây tổn vì quyền lợi vật chất. Những đe dọa chiến tranh, những cuộc bạo động. Các điều ấy đang đe dọa sự bình yên của con người. Con người sống lo âu thấp thỏm, cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui. Ngày thứ sáu khổ nạn dường như đã lấn át ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ ấy xảy ra trên thế giới? Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa đã chịu chết để gánh tội trần gian. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi thống khổ của con người, nên đau khổ không còn xa lạ với Chúa. Ngài thấu hiểu những đau khổ, bất công ta phải chịu bởi chính Ngài đã hạ mình xuống, chịu đánh đòn, đau khổ và chết như ta. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết. Niềm vui và hy vọng đã tràn vào lật tung nấm mồ sợ hãi và tuyệt vọng. Sự ác đã bị đánh bại. Tử thần đã bị tiêu diệt. Biến cố phục sinh không chỉ thuộc về lịch sử, không chỉ là một kỷ niệm chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhưng là một thực tại luôn hiện diện hôm nay. Người tín hữu đọc được trong từng biến cố khổ đau của cuộc đời luôn có niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng này hoàn toàn có cơ sở vững chắc,
bởi người tín hữu đã được thông phần vào sự phục sinh của Chúa. Giờ đây, người tín hữu cảm thấy vui mừng vì niềm hy vọng đã được nảy mầm từ biến cố phục sinh. Nỗi cô đơn đã được Chúa chia sẻ, những giọt nước mắt sầu khổ đã được Chúa lau khô. Sự sống từ biến cố phục sinh đã thấm nhập vào từng biến cố trong đời, sẽ làm tan biến mọi lo âu, đau khổ và ngay cả cái chết. Xin mượn những tâm tình của mẹ Teresa Calcutta, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì, nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng, chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không có gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, con tin Chúa đã chết và đã sống lại để cứu chuộc con. Chúa yêu trần thế. Alleluia. Đã chết cho đời. Alleluia. Và đã sống lại. Alleluia. Hát lên người ơi. Alleluia. Hát lên người ơi. Thái hoa và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến vì có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế. Halle, Halleluja. Đã chết cho đời. Halle, Halleluja. Và đã sống lại. Halle, Halleluja. Hát lên người ơi. Halleluja. Hát lên người ơi. Chúa thương yêu. Halle, Halleluja. Được Chúa thương yêu. Halle, Halleluja. Được Chúa thương yêu.